Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Năm ngày 12 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Tại sao Việt Nam im lặng trước tin Biden làm Tổng thống đắc cử. Lãnh đạo nhà nước Việt Nam đã sớm chúc mừng ông Donald Trump ngay sau khi ông đắc cử Tổng thống Mỹ vào năm 2016. Nhưng hiện vẫn giữ im lặng trước chiến thắng của ông Biden, người tuyên bố thắng cử trước ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng hôm 7 tháng 11. Không lâu sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2016, Thủ tướng Việt Nam là ông Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Tổng thống đắc cử lúc đó, với ông Trump để chúc mừng ông được bầu là Tổng thống thứ 45 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác với Mỹ. Đây là hình ảnh Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ của Donald Trump vào hôm 14 tháng 12 năm 2016. Nhiều lãnh đạo thế giới, trong đó có châu Á gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Đài Loan đã lên tiếng chúc mừng tân Tổng thống đắc cử Biden ngay sau khi truyền thông Mỹ tuyên bố ứng cử viên đại diện cho Đảng Dân Chủ giành chiến thắng trước ông Trump hôm 7 tháng 11 để trở thành Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Các nguyên thủ của quốc gia Canada, Anh và Đức, Pháp cũng đã công nhận chiến thắng của ông Biden và gửi lời chúc mừng ông. Tuy nhiên, tính tới ngày 10 tháng 11, Việt Nam cũng chưa chính thức đưa ra bất kỳ tuyên bố nào sau khi ông Biden trở thành Tổng thống đắc cử mới của Mỹ. Các quốc gia khác vẫn hiện giữ im lặng trước chiến thắng của ông Biden, gồm có Trung Quốc, Nga, Brazil. Truyền thông Mỹ dự đoán ông Biden đắc cử Tổng thống ở Mỹ vào hôm 7 tháng 11 sau khi cựu Phó Tổng thống có được 279 phiếu đại cử tri vượt qua ngưỡng 270 đủ để chiến thắng trước Tổng thống đương nhiệm hiện có 214 phiếu, trong lúc viện kiểm phiếu vẫn chưa hoàn tất. Tuy nhiên, ông Trump cho rằng ông mới là người chiến thắng và từ chối chấp nhận thất cử. Vị Tổng thống đương nhiệm đang bước vào cuộc chiến pháp lý sau khi phủ nhận kết quả bầu cử mà truyền thông Mỹ đã đăng tải. Kết quả này đã làm nhiều người Việt Nam ủng hộ Tổng thống Trump thất vọng, cũng như gây ra các cuộc tranh cãi giữa những người ủng hộ trong nước, dẫn đến xung đột và cắt đứt quan hệ bạn bè, đồng nghiệp. Các cuộc thăm dò dư luận trong công chúng ở Việt Nam cho thấy rõ ràng ông Trump được yêu thích hơn ông Biden, đặc biệt vì lập trường chống Trung Quốc của ông. Giáo sư Thayer nói tiếp như sau: các nhà lãnh đạo Việt Nam không muốn hành động nóng vội và bị cuốn vào cuộc xung đột trong lòng nước Mỹ. Đây là hình ảnh vào trưa ngày 3 tháng 11, một chiếc xe ô tô Ford xuất hiện tại đường Sư Vạn Hạnh ở Sài Gòn với cờ và băng rôn ủng hộ Tổng thống Donald Trump thắng cử. Theo giáo sư Thayer, các nhà lãnh đạo của Việt Nam có khả năng sẽ đợi đến khi tòa án đưa ra quyết định và đại cử tri bầu ông Biden làm Tổng thống. Trung Quốc, quốc gia cộng sản láng giềng của Việt Nam, hôm 9 tháng 11 cho biết họ chưa chúc mừng chiến thắng của ứng cử viên Đảng Dân Chủ vì chỉ muốn họ làm theo thông lệ quốc tế trong việc đưa ra tuyên bố về cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Theo thủ tục và luật pháp Mỹ, kết quả kiểm phiếu ở 50 tiểu bang sẽ được chứng nhận sau khi hoàn toàn tất và đại cử tri sẽ bỏ phiếu bầu chọn theo kết quả của các tiểu bang. Hai ngày sau khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào hôm 3 tháng 11 và chưa xác định được người giành chiến thắng, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết rằng đây là công việc nội bộ của nước Mỹ và ai làm Tổng thống Hoa Kỳ cũng sẽ ủng hộ tiến trình phát triển mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam là lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên được mời đến Nhà Trắng sau khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1 năm 2017. Và ông Trump đã có hai lần tới thăm Việt Nam trong nhiệm kỳ 4 năm làm Tổng thống. Việt Nam và Mỹ trong năm nay đã kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ giữa hai quốc gia cựu thù. Và hiện Việt Nam đang được coi là nguy cơ bị Mỹ áp thuế với hàng hóa vì cuộc điều tra về thao túng tiền tệ và trợ giá cho một số mặt hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Ông Trump vào năm ngoái cũng cáo buộc Việt Nam lạm dụng thương mại tồi tệ hơn cả Trung Quốc và dọa sẽ áp thuế lên các mặt hàng của Việt Nam nếu không tìm cách giảm thặng dư thương mại đối với Mỹ. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm vào ngày 27 tháng 2 năm 2019 tại Hà Nội. Chính quyền của Trump sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 1 năm sau, giáo sư Thayer đã nói, và không rõ là liệu cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ sẽ có thể hoàn tất hai cuộc điều tra về cáo buộc Việt Nam thao túng tiền tệ và xuất khẩu gỗ được cho là nhập lậu. Nếu cơ quan này và Bộ Ngân khố Mỹ kết luận rằng Việt Nam thao túng tiền tệ, thì họ sẽ có khả năng đề xuất các chế tài đối với Việt Nam. Theo đó, giáo sư Thayer, người theo dõi sát chính trường ở Việt Nam nói, một khi chính quyền Biden nhận chức, Việt Nam sẽ nhanh chóng mở các cuộc tiếp xúc
và chuẩn bị sự trao đổi các chuyến thăm của các quan chức. Việt Nam sẽ xem xét sự tái tham gia của chính quyền Biden với các hiệp hội các khu vực như ASEAN là một cơ hội để hợp tác với Mỹ về một số vấn đề. Nói khách quan, Việt Nam sẽ cung cấp cho Mỹ các động lực để giải quyết các vấn đề thương mại trên cơ sở thực tế. Cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam David Shea trước đó cũng đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng Việt Nam chắc chắn là một đối tác mạnh của Mỹ, và ông hình dung chính quyền mới của ông Biden sẽ muốn tăng cường quan hệ song phương cũng như mở rộng củng cố hợp tác đa phương. Những lãnh đạo quốc tế nào chưa chúc mừng Biden? Câu hỏi cũng được đặt ra. Đây là hình ảnh vào hôm 9 tháng 11 năm 2020. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân có nhắc đến tuyên bố chiến thắng của ông Biden, nhưng nói rằng Bắc Kinh sẽ theo dõi trong khi luật pháp và thủ tục của Hoa Kỳ được tuân thủ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước đây cũng đã gửi lời chúc mừng đến ông Trump vào năm 2016, chỉ một ngày sau khi ông Trump giành chiến thắng. Nhưng lần này, Trung Quốc vẫn chỉ hoãn, không đưa ra bất kỳ phản ứng nào đối với kết quả bầu cử tại Mỹ. Và nhà lãnh đạo của Bắc Hàn Kim Jong-un cũng không có phản hồi nào về kết quả bầu cử. Tuy nhiên, Bắc Hàn cũng không đề cập đến chiến thắng năm 2016 của ông Donald Trump cho đến 2 ngày sau khi ông đắc cử. Ông Donald Trump và ông Kim đã có một mối quan hệ đầy sóng gió, mặc dù họ duy trì liên lạc trong 3 cuộc gặp trực tiếp lịch sử. Tuy nhiên, ông Biden đã mô tả ông Kim là một tên côn đồ và nói rằng ông không quan tâm đến bất kỳ hoạt động ngoại giao cá nhân nào với ông Kim. Nhà lãnh đạo Bắc Hàn đã gọi ông Biden là kẻ ngốc vì chỉ số IQ thấp. Còn Tổng thống Nga Putin thì sao? Mối quan hệ giữa Washington và Moscow lạnh giá khi Phó Tổng thống Biden gặp Tổng thống Putin vào năm 2011. 4 năm trước, ông Putin là một trong những người đầu tiên chúc mừng Donald Trump về chiến thắng trong cuộc bầu cử, nhưng không có tweet, điện tín hay cuộc gọi điện thoại nào cho ông Biden lần này. Người phát ngôn của Điện Kremlin Presko đã nói lý do của sự trì hoãn là những thách thức pháp lý đã được đưa ra bởi chiến dịch tranh cử của Donald Trump. Chúng tôi tin rằng điều đúng đắn cần làm là chờ kết quả bầu cử chính thức, ông đã nói như vậy với phóng viên. Tuy nhiên, phóng viên BBC Steven ở Moscow có nghi ngờ rằng việc không có lời chúc mừng phản ánh thực tế là Moscow không hào hứng với kết quả này. Ông Biden là người lên tiếng chỉ trích Moscow và gần đây xác định Nga là mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ. Đây là hình ảnh Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Donald Trump. Ông Trump hiếm khi chỉ trích Nga hoặc ông Putin, và Nga bị cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử vào năm 2016 để khiến ông Trump đắc cử. Thủ tướng Slovenia Janša đã không giấu giếm sự ủng hộ của mình đối với ông Trump, thậm chí còn gửi lời chúc mừng tới Tổng thống đương nhiệm hôm thứ Tư, rất lâu trước khi cuộc kiểm phiếu sắp hoàn tất. Kể từ đó, ông đã lặp đi lặp lại các cáo buộc về gian lận do cử tri Đảng Dân Chủ thực hiện. Vào hôm thứ Bảy, ông đã tỏ ra hòa nhã hơn và mô tả Mỹ là đối tác chiến lược của Slovenia và nói rằng các mối quan hệ hữu nghị sẽ vẫn duy trì cho dù ai là Tổng thống. Và ông vẫn chưa gửi lời chúc mừng nào đến ông Biden. Ông Janša thuộc Đảng Dân Chủ Slovenia chống nhập cư cực hữu, là đồng minh của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, người đã bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Trump trong quá khứ. Vợ ông Trump Melania là người Slovenia. Các nhà lãnh đạo Slovenia khác bao gồm Tổng thống Borut đã chúc mừng ông Biden cũng như ông Orbán. Tổng thống Brazil Bolsonaro, ông Bolsonaro thường được coi là đồng minh của ông Trump đến nỗi ông được ví là Trump của vùng nhiệt đới. Do đó, việc nhà lãnh đạo Brazil không chúc mừng cho ông Biden đến nay không có gì là ngạc nhiên. Trong quá khứ, ông đã từng tranh cãi với cựu phó tổng thống Biden, mô tả lời kêu gọi của ông trong cuộc tranh luận bầu cử của Mỹ nhằm thúc đẩy Brazil bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon tốt hơn là thảm họa và không cần thiết. Truyền thông Brazil trích dẫn các nguồn tin chính phủ cho hay ông Bolsonaro dự định đợi đến khi các thách thức pháp lý của ông Trump được hoàn thành trước khi nêu ra vấn đề. Đây là hình ảnh ông tổng thống Brazil Bolsonaro không chúc mừng Biden và nói: chúng ta phải học tính khiêm nhường. Tổng thống Mexico Andre, ông là một nhà lãnh đạo tại Mỹ Latin khác đã cố gắng duy trì mối quan hệ tốt đẹp với ông Trump, bất chấp những căng thẳng về chính sách cứng rắn của Tổng thống Mỹ đối với người di cư và đặc biệt là cam kết xây dựng bức tường dọc biên giới hai nước. Do đó, nhà lãnh đạo Mexico này đã tỏ ra thận trọng về cuộc bầu cử ở Mỹ vào hôm Chủ nhật, cho biết ông sẽ đợi mọi vấn đề pháp lý được giải quyết. Ông nói tại một cuộc họp báo như sau: chúng tôi không muốn tỏ ra thiếu thận trọng, chúng tôi không muốn hành động thiếu thận trọng. Đồng thời cho biết Mexico có mối quan hệ rất tốt với cả hai ứng cử viên.
còn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông Netanyahu là một nhà lãnh đạo chưa bao giờ che giấu mối quan hệ của mình với ông Trump. Trong khi ông chúc mừng Biden, giới quan sát đã lưu ý sự vắng mặt của các tờ Tổng thống đắc cử và Phó Tổng thống đắc cử trong thông điệp của ông. Tôi muốn mở đầu bằng lời chào đến ông Biden và Kamala Harris. Trong gần 40 năm, tôi đã có một mối quan hệ cá nhân lâu dài và nồng ấm với ông Biden, và tôi biết ông ấy như một người bạn lớn của nhà nước Israel. Ông nói trong một tuyên bố video như vậy. Ông đã kết thúc thông điệp bằng cách bày tỏ lòng biết ơn đối với ông Trump vì tình bạn của ông đối với Israel và cá nhân ông, đồng thời cảm ơn ông đã công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, đảo ngược chính sách hàng thập kỷ của Mỹ và vì lập trường cứng rắn của ông đối với Iran. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Năm ngày 12 tháng 11 năm 2020 với bản tin Tại sao Việt Nam im lặng trước tin Biden là Tổng thống đắc cử? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.